Đây là nghi phạm trộm tài sản của người dân. Trên đường đi thì gặp công an nên bỏ của chạy lấy người, sau đó người này lại trộm quần áo của người dân mặc để tiếp tục đi trộm cắp. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tươi 47 tuổi ở huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng công an xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện một người đàn ông chạy xe đạp điện có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đi yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành mà bỏ lại xe đạp điện và điện thoại rồi chạy đi mất. Nghi đây là vụ trộm cắp tài sản, đội cảnh sát hình sự công an huyện Vũng Liêm nhanh chóng phối hợp công an xã Trung Hiệp điều tra vụ việc. Đến sáng ngày 6 tháng 7, lực lượng công an xác định được nơi tạm trú của người đàn ông này và đã đến mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai nhận hành vi trộm xe đạp điện và điện thoại tại một nhà dân. Thời điểm bị kiểm tra, nghi phạm đang trên đường đi tiêu thụ đồ vừa trộm được. Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng lại thì người này đã bỏ của chạy lấy người. Sau đó để tránh bị phát hiện, tươi tiếp tục trộm quần áo và nón của người dân rồi tiếp tục lẻn vào nhà lấy trộm một chiếc xe đạp điện. Sau đó nghi phạm đã chạy đến xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn để bán được 700.000 đồng. Ngoài ra, Tươi còn khai nhận trước đó đã lấy trộm một chiếc xe đạp điện của người dân ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm và bán được 2,2 triệu đồng. Hiện công an huyện Vũng Liêm đã thu hồi 3 chiếc xe đạp điện và 2 chiếc điện thoại di động để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.